Hải Sơn xin kính chào tất cả quý vị đang xem kênh YouTube của THIÊN HÀ AUDIO à, Như mọi người đã thấy ở đây chúng ta có một gia đình loa tannoy Gồm có 4 model tất cả Ở trong gia đình loa tannoy này thì là dòng Prestige GR Đây là một trong những cái dòng sản phẩm cao cấp của tannoy Và ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì dòng sản phẩm này rất được yêu thích Đã có những khoảng thời gian à, Cụ thể tại THIÊN HÀ AUDIO và tại Việt Nam thì những cái đôi loa dòng Prestige này về Về đôi nào là gần như là bán được ngay đôi đấy nó có cái sức tiêu thụ rất là mạnh Cũng như là cái dòng sản phẩm này đã được tồn tại và phát triển qua rất nhiều năm à, Ví dụ như trước dòng GR này thì có dòng SE Và trước dòng SE thì có những phiên bản không SE chẳng hạn Và đến bây giờ thì cái dòng GR này nó đã càng ngày càng hay hơn xưa Và nó vẫn tiếp tục được sản xuất và vẫn tiếp tục được yêu thích Cho nên hôm nay thì Hải Sơn làm clip này để giới thiệu cho mọi người Tất cả dòng sản phẩm Prestige Và cụ thể là Hải Sơn sẽ điểm qua 4 model đang có tại Thiên Hà Audio À, chúng ta sẽ à, có tất cả là 6 đôi loa ở trong dòng sản phẩm bristis này à, cao nhất là đôi uh, Westminster uh, gr à, đấy là đôi loa đầu bảng đôi loa đấy có kích thước rất là lớn và thứ nhì là đôi này là đôi uh, canterbury gr tiếp tục xuống thứ ba chúng ta sẽ có dòng sản phẩm là kensington gr và đứng hạng thứ tư chúng ta sẽ có đôi loa tânberry gr đôi loa thứ năm đó là đôi loa Steering gr và cuối cùng đôi loa thứ sáu là em út trong cả cái giải sản phẩm này Chính là dòng Autograph Mini đôi loa bút Và thực ra còn có một cái phụ kiện loa nữa đó chính là loa Superjet Tức là tổng cộng chúng ta sẽ có 7 mô đen à, Trong đó sẽ có 6 mô đen là loa có thể hoạt động độc lập và một mô đen là loa Superjet Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về từng cái đôi loa và cách thức sử dụng nó ở trong những gian phòng như thế nào Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với đôi loa đầu tiên, đôi loa nhỏ nhất là Autograph Mini đây cũng là một trong những cái dòng sản phẩm rất là chất lượng của cái dòng Prestige này với một đôi loa nhỏ như vậy chúng ta rất thích hợp để cho những cái phòng ngủ những cái không gian nhỏ những phòng làm việc hay là bàn làm việc bàn máy tính chúng ta hướng tới việc là nghe du dương thưởng thức về chất âm nghe về trung âm về giải cao về tiếng nhạc cụ về độ long lanh chi tiết thì cái điều đó loa autograph mini đáp ứng rất là tốt nó cũng có thể nghe được tương đối lớn cái mức cường độ âm thanh tối đa của nó lên cũng rất cao Lên tới hơn 100dB ở khoảng cách 1m Cụ thể là khoảng 105dB Nhưng mà chúng ta chỉ có một cái vấn đề là Loa này thì sẽ không tái tạo được nhiều về lượng về cái tiếng trầm Cũng như không tái tạo được những cái tiếng trầm sâu Do cái giải tần trầm của nó xuống được là 106Hz Ở mức cộng trừ 3dB Cho nên là chúng ta muốn mà nghe đầy đặn hơn Thì chúng ta sẽ cần là bổ sung thêm một cái loa siêu trầm Đến từ thương hiệu REL chẳng hạn của Anh Quốc thì kết hợp nó rất là 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 hợp để chúng ta có thể nghe được không gian rộng hơn hoặc là nghe tiếng ấm áp hơn. Nhưng mà tự chung lại thì đây là một đôi loa Hải Sơn đánh giá rất cao về chất tiếng, nghe nó thực sự là rất hay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dòng sản phẩm lớn hơn. À, sản phẩm tiếp theo là Ton GR. À, đây là một trong cái đôi loa rất là nổi tiếng và nó ở một cái phân hạng mà chúng ta tương đối là dễ tiếp cận đối với người mà có kinh nghiệm chơi âm thanh. Và với cái dòng sản phẩm này thì theo hải sơn nó thích hợp được cho rất nhiều gian phòng khác nhau, nó có thể phù hợp cho những gian phòng mà động từ khoảng 15 m vuông cho đến tận là khoảng tầm 40 m vuông vẫn có thể hoạt động tốt. Và với những đôi loa này nếu mà khai thác được tốt cái tiếng trầm của nó thì tiếng trầm của nó xuống cũng rất là sâu là 34 Hz và giải cao lên cao nhất là khoảng tầm 40 44 kHz. Với một cái mức giải tần hoạt động rộng như vậy thì chúng ta nếu khai thác được tốt cũng có thể là không cần phải dùng thêm loa subwoofer. Tất nhiên loa subwoofer lúc này nó là một cái tùy chọn thôi nó không gần như là bắt buộc để chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh tốt. Và à, kết cấu chung của những cái dòng này thì luôn luôn là những cái củ loa rất là chất lượng. Đây là loa đồng trục với cái đường kính là khoảng 10 inch tức là khoảng 25 cm. À, dùng vật liệu giấy và ở phía bên trong chúng ta sẽ có một cái Twitter dùng vật liệu là nhôm magie và nó có một cái ống dẫn sóng gọi là hình tulip để nó dẫn ra chúng ta một cái âm âm thanh nghe có thể gọi là rất là nhạc tính tại vì tất cả âm thanh nó được phát ra từ một điểm duy nhất nên nó đạt đến một cái mức độ liền lạc uh, có thể gọi là tiệm cận đến mức độ hoàn hảo về cái mức độ gọi là liên lạc của âm thanh vì cái loa đồng trục Tanoi này nghe rất là đã và tiếp theo là chúng ta có độ nhạy 93 dB trở kháng 8 ohm với mức công suất yêu cầu RMS là 100W và chúng ta có thể phối ghép với rất nhiều các âm ly chạy từ class AB này chạy class A và âm ly đèn thì với mỗi chiếc âm ly lại đem đến trải nghiệm âm thanh khác nhau ở dưới này thì chúng ta có thể điều chỉnh thêm được cái mức năng lượng của cái giải chép ví dụ như chúng ta cảm thấy chúng ta cần cái mức năng lượng giải chép cao lên thì chúng ta sẽ nhích sang những cái vạch ở bên cạnh hoặc là giảm đi Đấy, và chúng ta sẽ cùng đến với đôi loa tiếp theo Kensington tiếp tục sẽ đôi loa Kensington GR đây là đôi loa mà có một số điểm đặc biệt sau đây Hải Sơn phải, phải nhấn mạnh rằng từ Kensington GR trở lên thì chúng ta sẽ có được cái vật liệu nam châm là Anico. Đây là một cái vật liệu nam châm quý hiếm. Nó sẽ cho ra được cái chất âm còn nhạc tính hơn và đặc biệt là cái giải trung âm được thể hiện bởi cái dòng nam châm Anico này phải gọi là rất là tuyệt vời. Cũng như là các cái nhạc cụ được thể hiện nó rất là bóc tách và nó cảm được cái độ chân thực nó rất là cao. Chúng ta vẫn có được một cái kết cấu loa đồng trục với cái loa mid bay là 25 cm và ở phía bên trong thì chúng ta vẫn có một cái loa chép. dùng vật liệu là nhôm maze và có cái ống dẫn sóng ra bên ngoài. À, thế nhưng mà ở đây thì chúng ta có được một cái thùng loa ấy nó lớn hơn. Thực ra cái thể tích thùng thì có thể là nó nhỉnh hơn so với Tenberry. Cho nên là cái gian phòng của nó sử dụng với Tenberry nó không lệch nhau nhiều nhưng nó có thể sử dụng ở phòng gian phòng mà rộng hơn một chút ở không gian rộng hơn một chút so với ternary vì nó xuống được giải trầm sâu hơn và cái giải trầm của nó đánh ra hải sơn nghe thấy nó lực và nó tròn giải trầm của loa này xuống được rất là tốt nó xuống được tới tận là 29 mươi và giải cao thì cũng lên được tới là 27 mươi bảy độ nhạy là 93 ba decibel trở kháng 8 ôm và cái mức công suất rms liên tục của nó là 125 trăm w Hà Sơn nghĩ rằng khi chúng ta khai thác được tốt đôi loa Kensington này thì chúng ta sẽ tận hưởng được một cái thứ âm thanh thật sự là rất là chuẩn xác, nó hai n và nó cái giải trầm của nó sâu và nó rất là rõ ràng chi tiết thực sự là xuống đến những cái đôi đôi loa này cái tiếng trầm nó xuống được chúng ta cũng có thể là không cần phải dùng đến loa siêu trầm nữa vì tiếng trầm của nó cũng rất là hay rồi và cái tính năng hơn so với cái dòng uh, là chúng ta có điều chỉnh được cái chép ở Roy right Off khi mà chúng ta điều chỉnh chép raw off này chúng ta sẽ có thể nghe được nhiều cái tiếng chép ở cái giải siêu cao hơn do chúng ta có thể điều chỉnh các cái giá trị ở đây. À, nó sẽ chỉnh cái độ dốc của cái độ cái đáp tuyến của cái giải chép và chúng ta có thể tăng được cái giải chép lên là các cái mức cộng trừ decibel khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đôi loa lớn hơn Canterbury. Đôi loa Canterbury GR là đôi loa lớn nhì bảng trong cái dòng Prestige GR. Nó ngay ở dưới cái đôi Westminster Royal GR à, Tính ra thì đôi loa này cũng đã cần Phải có được những cái gian phòng rất là lớn Ví dụ như là theo Hải Sơn nghĩ là gian phòng Để thích hợp cho đôi loa này thì Có mà nhỏ lắm thì cũng phải từ 20m2 Nhưng mà 20m2 Hải Sơn nghĩ là nhỏ quá Và có thể mở rộng lên tới Khoảng tầm 60m2 hoặc là 80m2 Với đôi loa lớn như thế này Để nó có thể thở và thể hiện hết Được cái chất âm của nó Và nó tạo ra được một cái trường âm gọi là Bao phủ của quanh người nghe, cảm giác rất là đã à, theo hải sơn nghĩ lý tưởng là chúng ta có một cái gian phòng khoảng 40 mét vuông và một số cái trang âm cơ bản là đã có thể sử dụng tốt những đôi loa này à, chúng ta sẽ có được một cái kết cấu vẫn là loa đồng trục nhưng mà cái woofer này nó rất là lớn lên tới là 38 cm tức là khoảng 15 inch à, dùng vẫn là vật liệu giấy thôi và ở bên trong chúng ta sẽ vẫn có là một cái loa tweeter à, thiết kế đây là dạng đồng trục À, loa tweeter này thì có cái đường kính lớn lên tới là 2 inch dùng vật liệu nhôm maze và có một cái ống dẫn màu vàng để bằng kim loại Thì um, nó sẽ tận dụng luôn cả cái phần loa uh, trung trầm ở phía bên ngoài để tạo thành một cái miệng kèn Thì uh, loa đồng trục nhưng mà cũng chính là một cái loa kèn Cho nên khi chúng ta nghe các cái bản nhạc về kèn, về thổi sáo hay là kể cả nghe lời ca giọng hát thì âm thanh cảm thấy rất là đã Nó được phát ra từ một điểm duy nhất cái dòng loa này thì sẽ có một cái đáp tuyến tần số rộng hơn một một chút xíu thôi chỉ một Hz so với dòng Kensington GR đó là giải trầm nó xuống được sâu là 28 Hz và giải cao nó lên được 27 kilo à, như vậy là giải trầm nó xuống sâu hơn được một chút xíu so với Kensington nhưng mà chúng ta sẽ có một cái kích thước thùng lớn hơn và một cái loa woofer cũng lớn hơn chính vì vậy mà đây là đôi loa cho tiếng nó dày hơn và nó sẽ tạo ra rất nhiều cái việc dịch chuyển luồng không khí Chúng ta sẽ vẫn có một cái bộ phân tần theo cái cấu trúc rất là giống với cái dòng Kensington Tức là nó vẫn cho phép điều chỉnh là Treble roll-off và Treble Energy Vậy phối ghép với những đôi loa này thì sao? Chúng ta sẽ cần những cái âm ly, ví dụ như công suất RMS của nó đưa ra là 150W Tất nhiên chúng ta phối ghép âm ly dưới đó cũng được và cao hơn cũng được Nhưng mà chúng ta sẽ cần những cái âm ly mà nó cho một cái chất tiếng thật là nhạc tính Ví dụ Hải Sơn đề xuất là âm ly đèn rất là phù hợp này À, chúng ta có thể dùng âm ly class A cũng rất tuyệt vời hoặc à, có thể sử dụng những âm ly class AB với những cái chất âm hay biến hóa và mềm mại thì sẽ khai thác tốt hơn cái dòng à, à, nam châm à, Anico đang có ở trên cái đôi loa này. À, những dòng sản phẩm trong dòng Prestige này cụ thể là bốn model đang có tại Thiên Audio có thể phục vụ được cho rất nhiều không gian cũng như các nhu cầu nghe nhạc khác nhau. Thực sự là dành cho những ai yêu thích cái dòng loa kèn, những cái dòng loa đồng trục của Tanoi và muốn thưởng thức âm thanh một cách đích thực và những dòng sản phẩm này thì sẽ dao động từ khoảng từ vài chục triệu cho tới khoảng vài trăm triệu đồng nhưng mà các bác sẽ luôn có được mức giá giảm tốt nhất giảm sâu nhất với những cái dòng sản phẩm loa tanoi khi các bác liên hệ tới số hotline của thiên hà audio và hãy tới thiên hà audio để có thể thưởng thức các dòng sản phẩm âm thanh hay nhất của tanoi xin chào cảm ơn và hẹn gặp lại